gia nhập Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải V-League 2020, tiền đạo Anh Đức được kỳ vọng sẽ giải quyết được khâu ghi bàn trên hàng công của đội bóng phố núi. Tuy nhiên, trong 9 trận ra sân thi đấu với 190 phút, cầu thủ sinh năm 1985 đã không có bàn thắng nào. Và sau khi mùa giải kết thúc, Anh Đức đã nói lời chia tay với Hoàng Anh Gia Lai. Tháng 2 năm 2021, Anh Đức gia nhập câu lạc bộ Long An với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm và thi đấu ở giải hạng nhất. Bất chấp vấn đề về tuổi tác, Anh Đức được kỳ vọng sẽ cải thiện sức mạnh hàng công của Long An ở mùa giải 2021. Và tiền đạo 36 tuổi này sẽ là hạt nhân giúp cho Long An giành vé trở lại với V-League 2023. Trong trận đấu đầu tiên ở giải hạng nhất quốc gia 2021, Anh Đức đã lập công và thi đấu trọn vẹn 90 phút, giúp Long An giành được một điểm trước đội chủ nhà Phố Hiến. Với những gì đã thể hiện trong trận đấu vừa qua, Anh Đức đã và đang tìm lại được cảm giác ghi bàn, vốn là vũ khí lợi hại của anh khi khoác áo câu lạc bộ BKMX Bình Dương trong hơn 10 năm qua. Ở trận ra quân, dù không thể giúp Long An có 3 điểm, tuy nhiên màn trình diễn của Nguyễn Anh Đức đã ghi điểm với huấn luyện viên Park Hang-seo khi chiến lược gia người Hàn Quốc có mặt trên sân của PVF để theo dõi trận đấu. Anh Đức nổi bật với khả năng không chiến, tì đè và cũng là người hùng AFF Cup 2018 với bàn thắng duy nhất ở trận chung kết lượt về gặp Malaysia ở sân Mỹ Đình. Hiện tại, tiền đạo tốt nhất của Việt Nam chỉ còn Tiến Linh, Hà Đức Chinh, Công Phượng và Văn Toàn. Song sự thể hiện ở những vòng đấu đầu tiên ở V-League 2021 chưa thực sự thuyết phục. Trước phong độ của học trò cũ, huấn luyện viên Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ trao một suất trở lại đội tuyển cho Nguyễn Anh Đức trong chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước đó, chiến lược gia người Hàn Quốc nói rằng bóng đá Việt Nam hiện tại đang khan hiếm tiền đạo. Vì thế, ngay cả những chân sút đã lớn tuổi như Anh Đức, nếu thể hiện được phong độ tốt, vẫn tràn đầy cơ hội trở lại với đội tuyển Việt Nam. Dự kiến vào tháng 4 tới đây, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ công bố danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam với 34 cầu thủ. Nếu như thầy Park dành sự quan tâm đặc biệt tới Anh Đức, thì sự cạnh tranh ở vị trí hàng công đội tuyển Việt Nam sẽ trở nên vô cùng hấp dẫn và căng thẳng.